Sáng sớm 30 tháng 5, vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trọ 3 tầng ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 9 người đã thoát nạn trong vụ cháy. Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip một người đàn ông trèo lên thang tiếp cận tầng 3 của ngôi nhà đang rực lửa để cõng người bị nạn thoát ra. Người hùng trong đoạn clip là anh Lành Văn Bằng, 39 tuổi, quê ở tỉnh Điện Biên. Sáng cùng ngày, anh Bằng trên đường trở về nhà sau khi kết thúc ca làm đêm, phát hiện cột khói đen từ trong ngõ, thấy hai cô gái đứng kêu cứu trên tầng 3 của căn nhà, anh Bằng bám vào sợi dây thép chống sét để leo lên dùng đá đập vỡ lan can tầng 3 của căn nhà. Sau hai lần leo lên, anh bằng cõng được hai cô gái xuống mái tôn của nhà kế bên, rồi những người khác hỗ trợ đưa họ xuống đất an toàn.